Loạt trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 năm 2023 bắt đầu bằng trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Đây vẫn là giai đoạn thử nghiệm, xây dựng đội hình và lối chơi của huấn luyện viên Philippe Chaussier, nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ lo lắng. Trước đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam giữ thế trận không bị lép vế nhưng vẫn thua vì những khoảnh khắc sơ suất và sai lầm. Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Các cầu thủ Trung Quốc tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Ngay ở phút thứ tư, Liu Yan suýt ghi bàn khi anh dứt điểm hụt sau đường truyền của Phan Hao. Hơn 20 phút sau, pha bóng đáng chú ý đầu tiên mới đến với đội tuyển Việt Nam. Phạm Tuấn Hải phối hợp với Triệu Việt Hưng, anh vượt qua nhiều hậu vệ Trung Quốc trước khi tung cú dứt điểm không trúng đích. Trong nửa cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể dồn ép đối thủ. Ở chiều ngược lại, hàng thủ đội khách lúng túng trong những pha bóng bổng. Phút 34, đội tuyển Việt Nam suýt thủng lưới khi Tan Long đánh đầu trúng cột. Đội tuyển Việt Nam đáp trả bằng cơ hội của Nguyễn Văn Toàn. Tuy nhiên, tiền đạo đội tuyển Việt Nam dứt điểm hụt khi đối mặt với thủ môn của đội tuyển Trung Quốc và cú đá bồi của Việt Hưng sau đó quá nhẹ. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Trung Quốc vẫn nhường các cầu thủ Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn. Đội chủ nhà chỉ tăng tốc ở một số thời điểm nhất định và có bàn thắng. Phút 56, Liu Yan tạt bóng rất hay trước khi Wang Qiuming dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng, đội tuyển Trung Quốc không còn duy trì áp lực với hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Các hậu vệ như Duy Mạnh hay Tuấn